Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo chiếm trọn spotlight tại thảm đỏ ngôi sao của năm. Đàm Vĩnh Hưng không giấu khỏi sự tự hào, hạnh phúc khi cùng con trai có mặt tại một lễ trao giải uy tín. Tối ngày 11 tháng 1 đã diễn ra lễ trao giải ngôi sao của năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây đã quy tụ sự xuất hiện của nhiều gia đình sao, nghệ sĩ, Hoa hậu đình đám được giới truyền thông và đông đảo khán giả săn đón trong năm 2022 vừa qua. Tất cả khách mời đều ăn vận chỉnh chu, chuyên nghiệp và bày tỏ sự vui mừng khi có mặt trong lễ trao giải uy tín. Đặc biệt khi Đàm Vĩnh Hưng cùng con trai xuất hiện, mọi sự chú ý đều thu hút về cặp cha con nổi tiếng nhất nhì làng giải trí. Được biết, ngôi sao của năm 2022 chính là lễ trao giải đầu tiên ông Hoàng Nhạc Việt chủ động đưa con trai tham dự. Hai cha, con nam ca sĩ đều diện trang phục tông xuyên tông với màu đen trắng đầy lịch lãm nhưng không kém phần lịch lãm. Tại thời điểm khi vừa bước vào hội trường nơi tổ chức buổi lễ, Đàm Vĩnh Hưng và con trai đã nhanh chóng được cánh ký giả cùng đông đảo khách mời săn đón một cách nồng nhiệt. Nhóc Tì Polo không khỏi bối rối khi nhìn thấy bản thân được nhiều người quan tâm và liên tục hỏi han, trò chuyện. Nhận thấy con trai đang ngại ngùng, ông Hoàng Nhạc Việt đã chủ động giải vây và dỗ dành bé Polo. Sau đó, anh còn âu yếm nắm tay nhóc Tì tiến vào trong không gian tổ chức lễ trao giải.